quay xe anh chạy đi. Đẹp lắm. Anh chạy qua kia. Gì của tuyết như sao? Rồi giật mà áo xanh á. Điều nó biết rồi à, tôi nó biết. Chứ ai là ai đâu. Thôi giống như kiểu tùng 8-6 cam gì đó. Đông đông đúng. Nó đẹp tại nó ngồi đó, nó tới 4 giờ nó ngồi nó ngắm chân chôm mình. Nó là chôm con này. Về cứ quay rẫy đường không nhẹ tắm không? Ừ, có người. Quay lá. Rồi, đẹp lá, rồi. Nhiêu đó? Trái là 21 cái rưỡi hả? Quay. Tại vì hiểu biết không? Hả? Cái giá. Nó tệ hơn ngày xưa. Nó tệ hơn ngày xưa, ngày xưa mình trẻ trung. Có đất để làm. Ừ. Còn bây giờ làm vườn đều nghèo. Không đi làm nữa, không đi. Nó đi vậy mà liêu nè, em của ông Tuyết nè. Hai vợ chồng á, giáo viên. Đi xem tí thôi, tí sau. Đang làm gì? Mấy con khỉ bởi vậy nữa nay nó kéo vô nhậu đó. Có vô không? Nó kéo vô mình nó trò đang làm chim chôm. Coi như bà hưu rồi đó. Thì làm xong buổi sáng thôi. 60 năm rồi làm gì nữa. Nào. Tuần tới thằng tí nó về nè thằng lên đó. Xuống tao chơi. Lúc đó hết rồi. Đi leo theo vườn rẫy rồi chứ. Dễ. Không, lúc đó mấy cây chim chim nhãn nó bắt đầu nó đỏ, nó vàng lên nó đẹp. Nhãn còn mấy cây bự kìa. Đây ha. Đẹp. Trời ơi. Ở coi. Ai nói chuyện với một lần đó hả? Không, anh làm tiếng. Hả? Tiếng. Tiếng hả? Dắt thang đi đâu? Lên hát con nhãn chứ. À. Chưa mấy cái vàng hả chị? Không. Tiền cho đẹp ha. Mặt tiền chứ không phải là mặt trên đâu, ý đó là tiền á.
Dạ.